Thưa quý vị, các số liệu chính thức được công bố vào ngày hôm nay cho thấy lạm phát tại Anh vẫn tiếp tục duy trì ở mức hai con số trong tháng 2 vừa qua do giá thực phẩm và đồ uống tăng mạnh. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về việc Ngân hàng Trung ương Anh, BOE, cũng sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách vào ngày 23 tháng 3. Theo công bố của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng ở nước này đã tăng lên 10,4% trong tháng 2 vừa qua, cao hơn mức dự báo 9,9% của BOE và các nhà kinh tế và tiếp tục tăng so với mức 10,1% ghi nhận trong tháng 1. Việc lạm phát tại Anh tiếp tục neo cao ở mức hai con số khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng BOE có thể sẽ quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm phần trăm trong tuần này, thậm chí là 50 điểm phần trăm. Đây sẽ là lần nâng lãi suất thứ 11 liên tiếp của BOE kể từ khi cơ quan này phải theo đuổi chính sách siết chặt tiền tệ để đối phó lạm phát. Hiện lạm phát ở Anh đã cao gấp 5 lần so với mục tiêu đặt ra của BOE và cao hơn tất cả các nước G7 khác.